chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, do đã nằm sâu trong khối không khí lạnh ổn định nên thời tiết Bắc Bộ khá khô ráo. Ngoài trời sáng sớm lúc này thì còn rét với nhiệt độ thấp nhất ở khu vực đồng bằng, trong đó có cả thủ đô Hà Nội chỉ từ 14 đến 17 độ, vùng núi cao dưới ngưỡng 13 độ. Sáng rét là vậy, còn trong ngày hôm nay thì trời vẫn nhiều mây, đến trưa chiều thì mây giảm và có đôi khoảng hửng nắng nhẹ. Nền nhiệt vì thế cũng tăng lên nhưng chưa nhiều, dao động từ 20 đến 23 độ, thời tiết vẫn khá dễ chịu. Dự báo kiểu thời tiết này còn duy trì sang đến ngày 19 tháng 2, sau đó từ khoảng ngày 20 tháng 2 thì bộ phận không khí lạnh bắt đầu có quá trình suy yếu dần. Ban ngày thì trời có nắng với nhiệt độ trưa chiều tăng dần khoảng từ 1 đến 2 độ mỗi ngày, dao động trong ngưỡng từ 22 cho đến 26 độ, trời ấm áp hơn. Lui xuống khu vực Trung Bộ, từ Thanh Hóa trở vào đến Hà Tĩnh trời còn nhiều mây nhưng mưa sẽ giảm nhanh, rét nhẹ. Vùng mưa rào chỉ còn tiếp tục duy trì từ Quảng Bình trở vào đến Quảng Ngãi. Vì thế mà tại đây thời tiết chủ yếu là lạnh về đêm và sáng. Về nền nhiệt độ, trong ngày khu vực Bắc Trung Bộ thì trời rét với mức nhiệt ngày không vượt quá ngưỡng 22 độ. Khu vực Trung Trung Bộ do còn mưa nên nền nhiệt tại đây cũng không cao, chỉ từ 23 đến 27 độ. Chỉ riêng tại Nam Trung Bộ thì trời ít mưa, có nắng nhẹ nên mức nhiệt khá dễ chịu. Với các tỉnh thành thuộc khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết ổn định với nắng nhẹ. Mức nhiệt giữa trưa và đầu giờ chiều tăng lên ở khoảng từ 27 đến 29 độ tại vùng cao nguyên và 29 cho tới 32 độ với các tỉnh thành miền Đông và cả miền Tây của Nam Bộ. Chỉ lưu ý với quý vị về trưa chiều thì chỉ số tia UV cực đại trong ngày có thể lên đến mức 9 đến 10, nguy cơ gây hại rất cao. Vì vậy mà quý vị nên lưu ý hạn chế khi ra ngoài trong thời điểm ban trưa. Còn nếu như phải ra ngoài thì quý vị nên che chắn kỹ và bôi kem chống nắng, đeo kính râm để che nắng, bảo vệ mắt và làn da. Trên biển, hầu khắp Biển Đông đều có gió mạnh ở mức cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7, biển động. Trên khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi. Còn tại khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa thì có mưa rào và dông rải rác. Cần đề phòng gió mạnh và sấm sét đi kèm trong cơn dông. Thưa quý vị, thời tiết miền Bắc có sự thay đổi do tác động của không khí lạnh, trời nhiều mây âm u suốt cả ngày và có mưa rải rác, mang đặc trưng của thời tiết mùa xuân. Nhiệt độ theo đó cũng sẽ giảm, thấp nhất đêm nay chỉ trong khoảng từ 14 đến 16 độ, vùng núi là từ 10 cho đến 13 độ, có nơi còn thấp hơn. Dự báo từ ngày mai, Bắc Bộ sẽ tạnh ráo hơn, trưa chiều có thể hửng nắng và nhiệt độ sẽ tăng nhẹ. Khí lạnh cũng tác động đến thời tiết tại Trung Bộ. Mưa xuất hiện ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, trời rét. Còn với các tỉnh phía Nam, do ít chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên thời tiết ổn định, tương đối tạnh ráo và trưa chiều trời sẽ hửng nắng. Và những ngày đầu xuân, bà con nông dân ở Bắc và Trung Bộ đã tranh thủ xuống giống, bắt tay vào sản xuất vụ đông xuân, đảm bảo khung lịch thời vụ. Người cấy lúa, người bón phân và cầu mong cho một năm mới mùa màng bội thu. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, chủ động sản xuất, dự kiến các địa phương sẽ hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ xuân trong khung thời vụ tốt nhất. Theo khuyến cáo của các cơ quan chức năng, thời gian tới, các địa phương cần cung cấp đủ nước phục vụ cho việc gieo cấy, điều tước nước khoa học, hợp lý, tiết kiệm ngay từ đầu vụ, bảo đảm đủ nước theo nhu cầu của từng giai đoạn phát triển của lúa. Để cây lúa có thể phát triển tốt, ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân thường xuyên thăm đồng, kịp thời phát hiện và phòng trừ sâu bệnh hại, chủ trọng sử dụng phân bón hữu cơ ngay từ đầu vụ, bón cân đối phân lân, đạm và kali giúp cây trồng sinh trưởng phát triển, chống chịu tốt trong điều kiện bất lợi của ngoại cảnh. Rồi về khu vực phương Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Đây đang là nơi có thời tiết ổn định nhất trên cả nước, với thời tiết tạnh ráo, không mưa, ban ngày trời nắng nhiều. Về chiều tối, nhiệt độ sẽ giảm thấp, trời rét ở vùng cao Tây Nguyên và se lạnh tại khu vực Nam Bộ.